Tối anh like nói chuyện đi anh. Anh vừa like vừa anh vừa làm hàng vừa nói chuyện với mọi người luôn nè em. Mình sẽ tranh thủ. Tại vì bây giờ công việc nó cũng nhiều ở tuần, cho nên là anh sẽ tranh thủ vừa like nè, vừa làm hàng và vừa nói chuyện với tất cả mọi người. Ê ơi, cho ta muốn có một cái thao rồi. Nó chạy đi nữa. Rồi. Cục kẹo mãng cầu á nha cả nhà. Lấy thao gì? Cái kẹo mãng cầu này bên nhà Cái luôn to làm nên đi nó không bị ngọt quá, cái tô bự đi bỏ nhưng cho mà nó em chua chua ngon này ngọt ngọt, nhưng mà nó không đi ngọt nhiều mà nó dẻo dẻo rất ngon nha cả nhà. sầu riêng bên nhà Bảo nha, chỉ còn có đợt này với một đợt nữa là hết nha cả nhà. Còn một đợt nữa là hết rồi. Hồi xưa cả nhà hỏi Long sao Long biết trả lời. Dạ hỏi cái gì vậy chị Hồng Tươi ơi? Hồi xưa cả nhà ở dưới quê của Long á, có một cái chị đó làm kẹo mãng cầu ngon lắm, để chị chặt ra đi. Mà phải nói là ở dưới quê nếu mà ăn một ký kẹo mãng cầu mà 220.000 một ký mà ở dưới quê á, là mấy năm trước rồi đó nha cả nhà, 5 6 năm trước rồi đó. Chín ngàn 300.000 một ký, 9.000 tiền, 5 6 năm trước rồi đó. Rồi bây giờ là năm nay như cách đây bao nhiêu năm rồi. Thì đó, thì ý nói là ở dưới quê mà chị ta bán giá cao như vậy rồi, nhưng mà chị bán rất là Giống ngon. như là bà không có pha bột, có nhiều người không pha bột đúng Chị không? bán rất là ngon, nhưng mà cả nhà biết sao không, mình đâu có tiền đâu mình ăn. Mình mua, ví dụ mình mua là mình mua cao lắm, là mình mua 2 lạng 3 lạng, mà nhưng mà mình chỉ ăn vào dịp Tết thôi, chứ mình không có ăn dịp bình thường. Tại vì dịp Tết thì mình mới mới được nhiều tiền. Rồi ở nhà là mới kêu mua mứt đồ ăn. Xong cái bây giờ cái mà mình biết làm kẹo mãng cầu rồi cả nhà. Bây giờ ăn hả? Nhưng mà bây giờ mình làm lại ngon hơn của chị nữa nha cả nhà. Mình tự khen mình luôn á. Dạ chị Vi Tường ơi, mứt mãng cầu bên em là nửa ký là 240 nha chị ơi. Mứt mãng cầu không, kẹo mãng cầu không pha bột nha cả nhà. 100% nguyên chất là mãng cầu không pha bột, không dùng tinh mùi bột. Mãng cầu làm nhà 100%. Con chào cô Thu Trang ạ. Cả nhà mà ăn kẹo mãng cầu bên nhà Long một cái là ăn là ghiền nha cả nhà. Kìa mọi người hello chất tí kìa. Cái cục nào bự gì ba? Dì ba lấy cây kéo cái góc này dì ba cắt làm hai. Nhưng mà dì ba sẽ cắt né cái hộp nó ra. Đừng cắt cái hộp. Chào cả nhà nha. Em Vi Trường ơi, em nhắn tin trực tiếp vào Bảo Bảo Phú giúp anh nha, thì anh mới chốt đơn được giùm của em nha. Nhiều khi em nhắn ở trên đây á, cái anh không không có chốt kịp á, cả nhà biết sẽ tại bị sốc sao, đơn của em. cả nhà biết tại sao mà buổi tối gần đây là Long không không có không có live stream không, hoặc là Bảo có live stream không biết sao không? Tại vì em dành cái thời gian đó cho cả nhà cày view cho em Nhung. Giống như là bài 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 gì quên tên rồi nè, cái nhà màu tím á, nếu mà mình like đi thì mọi người đã dành thời gian vô một là mọi người xem rồi, nên là cái thời gian mà để cày view nó không có được nhiều. Nên là với lại một phần nữa khi mà buổi tối làm hàng nữa cả nhà, thì mình cũng gắng làm cho nó nhanh rồi xong mình lên mình ngủ, chứ vừa làm mà vừa nói chuyện nữa cả nhà, trên số nó không có chạy. Nó không phải, nó lâu lắm cả nhà. Giống như bây giờ cái kèm mẫn cầu này đi, mà long ngồi long tập trung làm nè đó. Mình không, tại vì khi mà mình like với cả nhà thì mình phải đọc bình luận rồi mình phải trả lời đó, cho nên là mình phải tập trung. Còn mỗi lần mà mình vừa like nè rồi mình vừa nói chuyện nè là nó sẽ bị lâu. Dạ con chào cô Nhiên Nguyễn ạ.
À, cô Duyên mới nói là cô Duyên gửi về hai gửi về cho tiền cho quà hai đứa. Con cảm ơn cô Duyên đã yêu thương hai anh em con và tặng quà cho hai anh em con nha cô Duyên ơi. Và rất long cũng mong rằng bài hát căn nhà màu tím nè cũng như là những cái bài hát trong show sẽ được tất cả mọi người đón nhận nha. Và hai anh em đi đâu hát là cũng được mấy các cô chú anh chị và các bạn đón nhận ạ. Yên tâm mọi người, đã nhận hai cái điện thoại và còn máy tính nữa, kệ vô đã kêu nha. Ngày nào cũng coi đến mỗi người nói ủa sao không có bài nào nữa hay thấy chưa? Tại vì mọi người nói ủa sao có bài hoài không hoài vậy? Tại vì cả nhà biết sao không? Đáng lẽ là Long cũng chưa có up coi nha bài lên bây giờ đâu. Tại vì Long định đó là một tuần sau hoặc là hai tuần sau cho cả nhà nghe bài căn nhà màu tím cho nó đã đi. Nhưng mà có mấy các cô chú anh chị á có nhắn tin với Long nói là ủa sao không up bài luôn, để chi, để khi mà người ta giống như người ta nghe căn nhà màu tím 10 lần rồi thì người ta sẽ nghe thêm một cái bài khác nữa để cho nó có màu sắc với cả nhà. Chứ cái Long cứ nói là nếu không có cái nghe một bài hoài thì cả nhà phải nhảy đi qua cái kênh của sao hội tụ để nghe xong rồi đất mới nhảy về là căn nhà một tiếng lại nên là mọi người mới nói là ấn thêm một bài nữa, các bài nó đi để nghe qua nghe lại. Sử dụng điện thoại á hả? Điện thoại không cái mình dạy thì sử dụng vô coi TikTok đồ quậy phá vậy hả? Dạ không. Chứ sao? Dạy cho mình có kiến thức. Cô Châu ơi, cô Châu đâu có quà tặng cho cô Châu này nữa đâu? Nè cô Châu ơi, bây giờ gửi sầu riêng nhão qua cho cô nha. Tại vì cái sạch trái cho cô có hái được một trái sầu riêng D nè cô, sầu riêng mềm nè, bên đây nó chín nè. Cô Châu muốn con gửi qua cho cô Châu không? Thì tặng cô Châu thôi. Dạ con quay game show về hồi trưa rồi nha cô Ngọc Liên ơi. Các bạn muốn miếng nước đó chưa? Em chào chị Kim Nhung Phan ạ. Cái ly kìa. Ly về chỗ này con nghe đó. Hơn nữa ly nha, rất hơn nữa ly cho ba. Khi em Nhung bận công việc á, Kim Liên ơi. Thì em đôi khi bận công việc nè, rồi thu âm, rồi tập hát, rồi bán hàng nữa em. Cho nên là nhiều khi em Nhung đâu có lên live được. Được rồi. Rồi nhiều, vậy là nhiều.